Ốc mà rụng 100 sợi một ngày thì có lẽ là chỉ trong vài tháng thôi là hói rồi. Đấy, cho nên là chúng ta phải xem xét kỹ để xem cái tình hình của chúng ta nó như thế nào. Lật từng cái tóc của chúng ta ra xem nào, nó có mọc tóc con lên hay không. Tóc con đây này, anh em có thể quan sát này. Nó rụng thì nó phải mọc lên. Còn nếu mà nó rụng nó không mọc lên thì gọi là báo động rồi. Mà kể cả mà nó có mọc lên mà rụng đúng 100 sợi một ngày ấy, thì cũng đã là báo động rồi. Chúng ta nên điều chỉnh lại sinh hoạt, cuộc sống, ăn uống, rồi là công việc này nọ. Cũng như là nên tham khảo qua bác sĩ. Đấy, còn đúng 100 sợi một ngày hay không, đôi khi chúng ta cũng phải đặt câu hỏi nữa. Ví dụ như cái phòng của chúng ta đúng không? Trong cái phòng chúng ta sinh hoạt nhưng mà vài ngày chúng ta mới dọn một lần. Thì có thể là trong vài ngày đó, mỗi ngày vài chục sợi nó rụng, nó tích lũy ở đấy. Thì chúng ta dọn lúc dọn phòng thì chúng ta bảo là một ngày 100 sợi. Nhưng mà khi mà chúng ta thử dọn sạch sẽ đi, rồi chúng ta theo dõi từng ngày xem là có đúng 100 sợi hay không. Nếu 100 sợi thì cũng thật sự đã rất là báo động rồi đấy. Đấy, còn đối với những bạn mà rụng 10, 20 sợi một ngày thì nó là chuyện bình thường thôi, không có cái vấn đề gì đâu. Còn rụng khoảng tầm 50 sợi trở lên mà cứ liên tục như thế mà chúng ta theo dõi, lật ra có thấy tóc con nó mọc lên hay không. Đấy thì chúng ta cũng nên điều chỉnh lại một số thứ rồi, cũng như là chăm sóc tóc, cũng như là cắt ngắn bớt cái tóc đi. Trước đây mình đã nó có một cái video chia sẻ rồi. Càng để tóc dài mà tóc mình đang rụng nhiều như thế mà càng tiết cái tóc dài ấy, thì nó lại càng rụng nhiều. Cho nên là nếu mà được thì nên cắt ngắn đi trong trường hợp mà rụng nhiều như thế nhé. Còn đôi khi tóc nó cũng rụng theo đợt, theo mùa. Cái này thì cũng là có. Khi mà chúng ta vào cái dịp gọi là mùa thu, mùa hanh, chuẩn bị vào mùa đông ấy, thì tóc nó cũng rụng nhiều hơn so với những mùa trước. Cái điều này là đúng đó. Hay là do cái quá trình sinh hoạt của chúng ta nó có sự thay đổi, hoặc là chúng ta mới đi uốn tóc đi. Uốn tóc hay là nhuộm tóc ấy, nó cũng là một trong những cái dịch vụ gọi là làm tóc nó rụng khá là nhiều. Ví dụ như một người đang để tóc thẳng đi thì có thể là một ngày rụng khoảng tầm 10 sợi chẳng hạn. Nhưng mà khi người ta đi uốn tóc xong rồi về người ta chơi, rồi người ta đôi khi để ẩu hay là không biết chăm sóc một chút nữa thì có thể là rụng lên gấp đôi, 20 sợi. Đấy, cho nên là chúng ta xem xét lại cái hoàn cảnh như cái tóc của chúng ta như nào để chúng ta điều chỉnh nhé. Cảm ơn anh em.